Anh Ngọc và Đại Dương xin kính chào các bạn đang đến với chương trình VTC1 24 giờ tới. Thưa quý vị và các bạn, trong số những làng nghề mộc cổ nổi tiếng nhất của cả nước, không thể không kể đến làng Ninh Xá ở Nam Định. Đây là một làng nghề nổi tiếng với những đồ thờ cúng vô cùng tinh xảo. Theo thần phả của làng, hơn 1.000 năm về trước, sau khi hoàn thành việc xây dựng kinh đô Hoa Lư, đại thần Ninh Hữu Hưng dưới trời của vua Đinh Tiên Hoàng đã về đây và truyền dạy nghề đục chạm khảm mộc cho người dân. Trải qua thời gian, kỹ thuật đục chạm khảm mộc ở Ninh Xá ngày càng được hoàn thiện, vừa kế thừa những tinh hoa vốn cổ của cha ông, vừa có thêm những sáng tạo mới lạ phù hợp với thị hiếu của người dùng. Và nghề làm đồ thờ độc đáo này cũng sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Nhất Nghệ Tinh phát sóng lúc 10:30 sáng mai trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn đón xem. Quý vị và các bạn thân mến, ở bộ phim Đôi Cánh Thiên Thần trên kênh VTC1, mặc cho cô em Thái Ni ghen tị, dọa nạt, mặc cho bà nội cấm đoán, song cô gái Mạn Âm vẫn quyết định lựa chọn tình yêu của anh chàng Vân Tường để giữ đúng lời hứa của mình. Trong khi Vân Tường thật lòng yêu thương Mạn Âm thì với cha anh, ông Triệu Kiến Thanh lại coi cuộc hôn nhân của Vân Tường và Mạn Âm lại là bước khởi đầu cho tham vọng chiếm đoạt tập đoàn Tô Thị của mình. Đối với tôi, trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì so sánh bằng con trai tôi. Từng trải và luôn lo lắng cho Mạn Âm, bà chủ tịch Tô Thị không khó để có thể nhìn ra dã tâm của ông giám đốc Triệu Kiến Thanh. Giữa hạnh phúc của cháu gái và số phận của tập đoàn Tô Thị, bà chủ tịch này sẽ phải hành động như thế nào? Bên cạnh đó, khi tình yêu đơn phương với Vân Tường không được đáp lại, cô gái Hồ Thái Ly liệu có dễ dàng để Mạn Âm đến được với người tình trong mộng của mình? Những diễn biến tiếp theo này sẽ có trong tập 15 của bộ phim Đôi Cánh Thiên Thần phát sóng lúc 11:30 ngày 15 tháng 1. Con sống không còn ý nghĩa gì nữa, lại con chết đi, lại con chết đi. Tiếp tục là câu chuyện trị quốc bình thiên hạ của vua Lý Thế Dân trong bộ phim Trinh Quan Trường Ca trên kênh VTC1. Với sự khôn ngoan của hai tướng Lý Tích và Hầu Quân Tập khi ra mặt chống đối tướng Lý Tĩnh, vua Lý Thế Dân đã cởi bỏ được mối lo ba vị công thần này đang cùng mưu đồ tạo phản lại mình. Tuy vậy, lợi dụng sự lo lắng cho tương lai của các tướng sĩ khi phải giải tán quân đội sau khi bắc phạt thành công, hoàng tử Lý Khắc đã kích động họ cùng lên tiếng để giữ lại đại quân và gián tiếp đối đầu với hoàng đế. Việc làm này của Lý Khắc nhằm hạ bệ thái tử Thừa Can, vì đa số tướng lĩnh đều là người của thái tử, và trong khi thống soái Lý Tĩnh đã nhậm chức tể tướng thì phó soái Lý Tích chính là người phải giơ đầu chịu báng, là người đứng đầu quân đội cùng thuộc hạ vào sinh ra tử. Vị tướng này không thể không lên tiếng bảo vệ tướng sĩ của mình, nhưng nếu làm vậy ông sẽ phải đối đầu với vua Lý Thế Dân, nơi không thể duy trì cả một đội quân như thời chiến khi ngân khố đã kiệt quệ. Vậy tướng Lý Tích sẽ phải hành động như thế nào để vẹn cả đôi đường? Hoàng tử Lý Thái sẽ lợi dụng cuộc chiến giữa hai người anh để tạo dựng chỗ đứng mới cho mình ra sao? Tất cả sẽ có trong tập 54 của bộ phim Trinh Quan Trường Ca phát sóng lúc 12:30 ngày 15 tháng 1 trên kênh VTC1. Nhưng bây giờ ta mới biết, làm quan lớn rồi có lợi lộc gì chứ? Nội chỉ với việc này thôi, các tướng sĩ làm vậy là muốn đẩy ta lên lò lửa để nướng rồi. Ai đến kinh, tôi đều uống. Rượu của hăng kinh, tôi không dám uống. Tôi sợ trong rượu có độc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi đến với thành phố biển xinh đẹp Nha Trang, bên cạnh những món ăn hải sản nổi tiếng thì thật thiếu sót nếu chúng ta không thưởng thức món bún chả cá rất đặc biệt ở nơi đây. Nguyên liệu làm nên món ăn này chủ yếu là các loại cá biển nổi tiếng như cá ngừ, cá thu, cá sứa. Những loại cá này sau khi làm sạch sẽ được lọc thịt, tẩm ướp, trộn cùng hành, tỏi, tiêu, gia vị rồi chiên vàng. Phần xương, đầu và đuôi sẽ được ninh nhừ để làm nước dùng. Khi ăn cho bún vào bát, xúc chả cá cùng rau xanh tùy loại lên trên là chúng ta đã có bát bún chả cá vừa ngọt, thơm, bổ dưỡng và rất đẹp mắt. Trong chương trình Ngon và Lành phát sóng lúc 16:15 chiều mai trên kênh VTC1, đầu bếp của chương trình sẽ giới thiệu bí quyết chế biến nên món ăn dân dã mang đậm hương vị vùng biển Nam Trung Bộ này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đến đây chương trình VTC1 24 giờ tới cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.